Quý vị, hơn 500 cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã tham gia hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2024. Hội nghị do huyện ủy Đất Đỏ tổ chức. Cán bộ chủ chốt huyện Đất Đỏ được thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, khu vực và thế giới thời gian gần đây, tác động của tình hình thế giới, khu vực đối với Việt Nam, tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo năm 2024.